chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình quyết tâm làm một video để cho anh em xem là với 10 triệu đồng thì anh em có thể làm được những gì. Trước đó thì mình có làm một cái video là với 20 triệu đồng thì mình có làm được, nuôi được những con gì và mình khởi nghiệp như thế nào. Thì rất nhiều anh em là bình luận, trao đổi với mình, gọi điện với mình. Thì bây giờ mình sẽ làm một video tiếp. 20 triệu có thể là hơi cao đối với anh em, nhưng mà bây giờ 10 triệu mình có thể lập được trang trại bồ câu hay không? 10 triệu anh em nhé. Thì bây giờ thực ra là đối với mình đi nhưng mà chậm mà chắc còn hơn là mình đi nhanh mà mình bị vấp ngã. Quan điểm của mình là vậy. Nên đối với mình, những anh em nào mà hỏi mình 10 triệu mình có lập được trang trại bồ câu hay không, thì mình khẳng định với anh em 10 triệu hay 20 triệu hay anh em là có nhiều tiền bao nhiêu nữa thì mình đều có thể lập được trại bồ câu anh em nhé. Mình có dám làm hay không, mình có dám làm cái câu chuyện đó hay không. Và bây giờ mình chia sẻ cho em luôn, với 10 triệu đồng đó thì mình sẽ làm gì. Mình sẽ đi lại câu chuyện đó là nuôi chim bồ câu thì mình cần phải chuẩn bị những gì. Thứ nhất, chuồng, cái trại trước, cái khuôn viên trại. Nếu mà anh em không có điều kiện thì anh em không cần phải xây kiên cố như trại của mình, sắt thép bê tông ở những khu vực miền Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ đấy, nói chung là khu vực Nam Bộ thì thời tiết nó không cực đoan như ở miền Trung và miền Bắc. Miền Bắc thì hay giá lạnh anh em, miền Trung thì hay mưa bão. Ở Nam Bộ thì bão nó ít hơn rất là nhiều, nên là khi mà anh em mà chưa có điều kiện nhiều thì anh em có thể làm một cái xây một cái trại, hoặc là anh em quay lại anh em nuôi hết sức đơn giản. Khi nào có tiền mình mở rộng thêm. Với 10 triệu đồng thì anh em chỉ phải bỏ ra chi phí mua lồng, mua giống. Lồng ở đây là nó bao gồm tất cả các phụ kiện, anh em mua ở đâu cũng vậy, họ phải bao phụ kiện cho anh em. Một cái lồng tính ra là bao nhiêu tiền đấy, thì họ đã tính chung với chi phí của tất cả các phụ kiện, từ hệ thống nước tự động, máng ăn, rổ đẻ, là bao gồm là trong một cái lồng rồi. Cái thứ hai có nghĩa là chim giống. Chim giống 10 triệu thì anh em đã có vài cặp anh em nuôi rồi. Như mình đã từng trao đổi, anh em nuôi bao nhiêu cũng được, mình sẽ chỉ cho cách anh em phát triển, mở rộng thêm, rất là ok. Trại mình sẵn sàng bao đầu ra cho anh em. Anh em chỉ cần quyết tâm, và nếu có nhã hứng thì có thể liên hệ với mình 0961142323, Facebook của mình, fanpage là Nông Dân Làm Giàu. Anh em cứ vào đó anh em search, YouTube cũng Nông Dân Làm Giàu luôn. Anh em cứ trao đổi với mình, qua đâu cũng được, alo, nhắn tin thì mình sẵn sàng hỗ trợ anh em. 10 triệu đồng mình hoàn toàn có thể có một cái trại. Có thể là 2-3 tháng đầu mình bắt đầu mình khởi nghiệp thì nó ít đấy, nhưng mà mình sẽ mở rộng đàn ra. Một năm sau mình nhập thêm giống, vài năm sau mình nhập vài trăm cặp. Mình đi từ từ nhưng mà chắc, mình nắm những cái kỹ thuật cơ bản để nuôi chim bồ câu thì mình sẽ thành công. 10 triệu đồng mình trao đổi lại, các bạn chỉ phải mua, bỏ ra chi phí mua lồng và nuôi bồ câu, còn những cái kia các bạn có thể tận dụng ở nhà, quay lại quay bạt lại, tận dụng cây cối ở nhà có sẵn, các bạn quay lại một góc nhỏ thôi. Tại vì nuôi chim bồ câu thì không tốn nhiều diện tích lắm các bạn nhé, không tốn như nuôi gà hoặc nuôi heo. Các bạn xếp chồng lồng lên như thế này, đúng không? Mình xếp chồng lồng lên như thế này thì mình đã có thể nuôi được rất nhiều rồi. 10 triệu đồng, đúng không?
rất nhiều chim bồ câu rồi chứ đâu phải. Trong khi đó mình còn hỗ trợ với những anh em nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nữa chứ đâu phải không. Mỗi năm như mình đã chia sẻ là trại bồ câu, hệ thống của mình đó là tặng bồ câu miễn phí, năm nào tặng cả ngàn cặp anh em ạ. Năm nay đại dịch Covid-19 xuất hiện, mình không làm được câu chuyện đó và rất là buồn. Và mình cũng hy vọng là năm nay đại dịch Covid-19 thì Việt Nam mình sẽ dập được, cũng như toàn thế giới có vaccine để ban cho tất cả mọi người tiêm vaccine, mọi người phòng bệnh được, thì cái chuyện giao thương nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Nhưng mà không phải vì thế mà nuôi chim bồ câu gặp khó khăn đâu nha nhé. Nuôi chim bồ câu hiện tại là đang rất là phát triển. Nhiều anh em cứ nghe người ta than, thực ra đó là người ta than để những anh em bán thóc bán tháo đi, để người ta gom về mà mỗi đẩy hàng lên anh em ạ. Anh em phải hiểu được cái câu chuyện kinh doanh như vậy. Như mình hay chia sẻ là anh em cứ vực nuôi thôi, mình hỗ trợ đầu ra cho anh em, để anh em không có nghĩa lý gì mà anh em phải khó khăn. Thì trở lại cái câu chuyện như là 10 triệu đồng anh em có lập được trại hay không, thì mình nói đấy, bao nhiêu anh em cũng có thể chơi được, miễn là anh em có niềm đam mê thôi. Như ở trại của mình anh em thấy không, chim bồ câu đẻ liên tục. Đấy, đẻ liên tục anh em. Chim bồ câu ra ràng anh em thấy không, rất nhiều. Ở dưới đang nuôi con, nhưng mà ở trên nó bắt đầu đẻ lại thôi anh em. Rất nhiều đấy, rất nhiều đấy anh em, đang ấp đấy. Anh em nào mà chưa có tiền máy ấp trứng thì mình cho nó ấp luôn, không sao cả. Đấy, những cặp bồ câu ra anh em thấy không, rất là chất lượng luôn. Nhiều anh em có hỏi mình là nuôi chim bồ câu trong năm 2021 có là một câu chuyện khả thi hay không? Tại sao lại không khả thi? Mình hay chia sẻ với em tại sao lại không khả thi. Mình hay nói với mọi người là những cái mà trong xã hội này lúc nào cũng cần, thứ nhất là giáo dục, y tế và thực phẩm ăn uống. Anh em nào mà sống mà không còn ăn không, không có chuyện đấy. Đương nhiên là những cái về giáo dục, y tế nó thuộc về cái phân khúc khác. Mình là đang là nói về là thực phẩm chim bồ câu. Anh em có thể đi khắp từ Bắc vào Nam, quán nhậu, nhà hàng vẫn hoạt động hết sức bình thường, vẫn họ vẫn ăn được. Thì nuôi chim bồ câu đầu ra cũng ở đấy. Trong khi đó hệ thống trại của mình là có nhà hàng luôn, bao đầu ra cho anh em luôn. Thì rất là đơn giản, ai có nhiều thì làm nhiều, ai có ít thì làm ít, ai cực kỳ khó khăn thì cứ đợi đến tháng 7 thì mình sẽ hỗ trợ. Anh em không cần phải quá băn khoăn về cái việc mà nuôi chim bồ câu như thế nào. Mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho anh em nuôi làm sao nó thành công. Chim bồ câu Titan Thái siêu thịt bây giờ là một cái dòng hot nhất hiện nay. Có những thời điểm hệ thống trại mình là cháy hàng để cung cấp anh em nhé, cháy hàng để cung cấp cho mọi người đấy. Anh em thấy này, siêu đẻ luôn, siêu đẻ và siêu thịt. Anh em có thể đi tham quan rất nhiều trại, những dòng chim ta, những dòng chim mi mắt, chim bồ câu gà, chim bồ câu, những loại khác. Nhưng mà anh em thường đi tham quan trại mình, anh em có một cái so sánh rất khác biệt, đó là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Thứ nhất, rất to, mua về ăn thử rất ngon và siêu đẻ nữa. Và mình đã làm rất nhiều video để làm sao ép con chim đẻ vượt kế hoạch của nó để mình có thể có lợi nhuận vượt bậc, vượt 3 lần so với bình thường. Mình sẽ chia sẻ tất cả những cái bí quyết của mình trên YouTube kênh Nông Dân Làm Giàu, để có gì anh em theo dõi ở trên đó cho nó dễ dàng. Tại vì hầu như là các anh em hiện nay, các bà con nông dân hiện nay là ai cũng có điện thoại thông minh cả, ai cũng chơi Facebook, ai cũng có YouTube. Tối tối là cứ ngồi rảnh là ngồi lướt. Thì mình có thể mình mở YouTube Nông Dân Làm Giàu lên, mình xem, mình theo dõi thông tin ở trên đó. Tại vì mình tin chắc rằng là cả Việt Nam mình, cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình là kênh số 1.
về kinh nghiệm trao đổi nuôi chim bồ câu, mình rất tự hào về điều đó. Anh em có thể lên kênh mình để anh em so sánh thử với những cái khác. Kênh của mình luôn là số 1 và mình luôn tự hào về điều đó, và mình cũng tự hào vì có sự đóng góp của anh em ở trong đó. Anh em đăng ký kênh của mình, subscribe kênh của mình, anh em xem video để ủng hộ những cái video của mình, thì mình cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì nhìn chung là thị trường nuôi chim bồ câu hiện nay đang rất là sôi động, sôi động hơn việc nuôi heo, nuôi gà, nuôi thỏ, nuôi nhím, nuôi cá sấu. Nuôi cá sấu giờ là bỏ đi anh em nhé, nuôi cá sấu giờ là thất bại. Nuôi cá sấu, anh em biết có những cái thời điểm những trại cá sấu mà là họ lọc da, họ vứt thịt. Bây giờ không phải là nuôi chim nuôi cá sấu để lấy da đâu anh em nhé. Có những chỗ họ nuôi là cung cấp thịt, nhưng mà có anh em nào dám bỏ tiền ra mua một con cá sấu về ăn không? Đây là mình hỏi thử một câu, có anh em nào dám bỏ tiền ra mua một con cá sấu về ăn không? Có anh em nào bỏ tiền bình thường ra mua hẳn một con heo, con lợn về ăn không? Không có chuyện đó anh em, có rất hiếm. Và chim bồ câu thì anh em bỏ tiền ra mua một con chim bồ câu quay về ăn là chuyện hết sức bình thường, vài chục ngàn nếu mà nó quay sẵn rồi. Cực kỳ đơn giản anh em phải tính được những cái lợi ích như việc cái thị trường tiêu thụ nó rộng lớn như vậy, thì anh em sẽ có những cái bước đi thành công thôi. Mình cũng hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì mình sẽ giúp ích, hoặc là mình giải tỏa được những cái băn khoăn của anh em. 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu mình sẽ làm được những gì, có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu nha, nên anh em đừng có lo lắng thôi. Rồi, video của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở đây. Rồi, xin tạm biệt tất cả mọi người.